yếu tố dinh dưỡng. Tại ở thời điểm hiện tại là em là một người tương đối rất là bận rộn, và đặc biệt đó là mình vẫn còn độc thân, cho nên là cái việc mà để đảm bảo một cái bữa ăn mà nó hoàn chỉnh thì cái điều đó nó vô cùng khó đối với em ở thời điểm hiện tại. Duy trì một cái lối sống lành mạnh, bên việc chúng ta học tập, làm việc, đi chơi thì hoạt động thể dục thể thao cũng là một yếu tố quan trọng. Là chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, vận động thể thao và môi trường sống. Yếu tố vận động, tại vì có những thời điểm em cảm thấy là mình rất là chăm chỉ, mình đi chạy bộ, mình đạp xe thì cơ thể mình rất là khỏe mạnh, rất là năng lượng. Môi trường sống và dinh dưỡng. Môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí mà chúng ta phải hít thở mỗi ngày. Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, khoa học với đủ các nhóm vitamin và chất khoáng sẽ giúp hỗ trợ việc chăm sóc và cải thiện sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng, ăn uống, lối sống, thể thao, môi trường. Dinh dưỡng tối ưu là một chế độ ăn uống mà chúng ta không cần phải ăn quá nhiều, nhưng chúng ta vẫn có đầy đủ các chất cho cơ thể, duy trì cơ thể ở một trạng thái tốt nhất. Tối ưu nhất thì là làm sao mà nó tiện nhất là nó sẽ tối ưu nhất. Có chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, thực phẩm thì phải đa dạng phong phú, nguồn gốc thực phẩm phải rõ ràng, an toàn. Theo em, dinh dưỡng tối ưu là đầy đủ về mặt dinh dưỡng. Thực phẩm sạch, ăn uống đa dạng, đủ chất, đủ các màu sắc, là ăn đủ, đúng và đa dạng các nhóm thực phẩm. Mình cũng không tự tin lắm là mình cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể hàng ngày. Do bản thân mình là một người trẻ, mình cũng khá là active, mình dành rất là nhiều thời gian cho việc học tập, làm việc, vui chơi, sinh hoạt cùng với bạn bè, gia đình. Thực sự rất là khó bởi vì là công việc của em rất là bận rộn, và đôi khi mình chỉ có kịp ăn một cái bánh mì hoặc ăn một gói mì tôm, và mình thấy là cái bữa ăn của mình nó bị thiếu rau nhiều quá, cho nên là không thể đầy đủ dinh dưỡng được. Thứ nhất là mình ăn không có đầy đủ nhóm chất. Thứ hai nữa là công việc của mình bận rộn thì cái thời gian mà mình chuẩn bị một cái bữa ăn nó vô cùng khó. Mình khó có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, bởi vì là cơ thể mình cần rất nhiều chất dinh dưỡng, thực phẩm phải đa dạng, mà trong bữa ăn hàng ngày thì hầu như là rất khó để có thể cung cấp đủ được các nhóm chất, và nhiều khi cuộc sống bận rộn mình còn bỏ bữa nữa. Vì bản thân có lịch làm việc cả ngày nên khá bận rộn, cuối tuần lại cần thời gian chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi, nên ít có thời gian vào bếp nấu nướng để chuẩn bị các bữa ăn với đa dạng các thực phẩm. Không chắc chắn rằng mình sẽ ăn đủ chất và đa dạng các màu sắc và thực phẩm. Có chứ ạ, thiếu hụt dinh dưỡng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Bởi vì tại sao? Bởi vì là em đã từng thời điểm là mình ăn uống rất là thất thường, bỏ bữa thì mình cảm thấy là cơ thể mình cực kỳ là uể oải, rồi là mệt mỏi và không có năng lượng, không có sức sống luôn ấy. Cái việc thiếu hụt chất dinh dưỡng hàng ngày nó ảnh hưởng một cách rất là rõ ràng và trực tiếp đến sức khỏe của cá nhân mình. Khi mà mình không ăn đúng bữa nè, hay là không ăn đúng chất, đủ cái năng lượng mà mình cần sinh hoạt hàng ngày, cơ thể mình sẽ rất là mệt mỏi và mình không có mood, ngay cả tinh thần của mình cũng không có được thoải mái để có mood làm bất cứ một cái việc gì cả. Thiếu hụt dinh dưỡng hàng ngày thì em nghĩ là nó là một cái vấn đề rất lớn. Thấy rõ ràng nếu mà mình đã bị mất cân bằng về dinh dưỡng là mình sẽ thường xuyên có những cái bệnh rất là ẩn vặt nè. Thiếu hụt dinh dưỡng hàng ngày sẽ dẫn đến cơ thể mệt mỏi, không đủ năng lượng để làm việc. Nếu lâu dài thì sẽ làm giảm sức đề kháng và có thể là sẽ gây ra nhiều bệnh tật cho cơ thể. Có thể là ảnh hưởng đến sức đề kháng, cơ thể mệt mỏi, uể oải, thiếu tinh thần để làm việc. Nên là cái việc mà bổ sung đủ thực phẩm và đủ các chất dinh dưỡng, nó duy trì được cái sự tập trung và cái duy trì được cái tinh thần của mình ở một cách tối ưu cao nhất.